Anh nói bài được. Đừng ngồi nữa. Em nói gì? Em còn nói gì đâu. Đồ, đồ, hồn. Hello mọi người đi. Hello mọi người, mình là Hồn. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Đồ. Đây này, đồ ăn sáng. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi mà mình và anh Hồn mới mua đồ ăn sáng đến cho mọi người. Hả? Ăn đầu tiên thì ăn sáng á? Đúng. Ăn bữa đầu tiên thì gọi là ăn sáng. Ai nói thế? Em nói thế. Đến rồi, đây là quán của mình. Ở trong hôm nay là cuối tuần nên là mọi người đều được nghỉ hết. Hello, hai chị Yến à. Hello. Chị Thảo ra. Thích nha. Có pizza nhé. Pizza ai mà khó cầm tặng. Mua đồ cho mọi người nè. Gì có? Ai chị Hồng bắt đầu. Không phải. Thề luôn, một đùi gà ấy, nhưng mà mang tóc không có đùi gà này. Thề. Thế là chị phải hủy đơn xong lại phải gì lại xong lại số lại quay lại từ đầu. Thế là lại phải đợi. Kiểu chị phải đợi lâu rồi lâu không cuối cùng ra thông báo. Xong lại phải hủy xong rồi bấm lại từ đầu. Ngồi đây nè, cho mọi người ngồi ghế đi. Pizza này kiểu người ta tự rắc nhân lên mà. Ừ. Thì thế tặng có tâm đấy. Anh ăn pizza thử. Chị ăn thử pizza nữa đi chị. Trời ơi, sáng nay ấy. Vừa nãy chị sang sớm rồi. Anh Hôn ở trong nhà vệ sinh hơn tiếng đồng hồ. Xong ra chị bảo, ủa biết làm gì, biết làm gì không? Đi cọi nhà vệ sinh, lau dọn mọi thứ. Chúc mừng được ăn pizza. Chúc mừng ăn pizza miễn phí, anh đẹp trai. Về. Hay là sao người anh ấy sang ăn cùng nhỉ? Ai không biết hôm trước con Hiền nó nói gì đâu. Sao người anh ấy sang ăn cùng? Không phải là... anh chờ quốc dân đâu. Tâm lý thật. Thề nó ăn cùng. Anh ạ. Nope. Nhưng mà anh cũng đi ăn pizza mà. Hôm qua anh bảo ăn pizza mà. Sao? Riêng pizza này mình không thích. Không thích không? Nhưng hôm nay không chụp. Tại sao? Nhưng mà pizza này ngon thế. Ồ, ngon thật, anh thấy. Em ăn thấy ngon thôi, nhưng anh ăn thấy cay lắm. Anh có vị yêu nhé. Em nghĩ là chưa. Anh còn yêu mèo chứ, sáng lắm em đến anh đang chơi mấy con mèo cho mèo ăn đó. Anh không cũng yêu mèo. Cũng là những người yêu mèo ấy. Anh ạ. Anh không chỉ yêu em không. Không. Ngon. Sao? Ngon thề. Anh ăn pizza không? Không. Thôi anh ấy cho em mà không phải cho anh. Nên anh không ăn cũng được. Mọi người chỉ đang nói thôi. Anh không vui. Đấy em nói hỏi anh vui. Anh vui không? Không thấy. Anh lừa em á? Không. Anh vừa lừa em á? Nên thôi. Lừa. Nói sao mà được. Ngồi nữa. Em nói gì? Em còn nói gì đâu. Không được nói về anh Phi Lan. Không nói. Mất dạy. Mất dạy. Ai? Em. Làm gì mất dạy? Vân Chí Phong Thảo mất dạy. Làm gì mất dạy? Ờ. Mất gì mất dạy máu. Ừ. Ôi. Xin không? Mất dạy. Không xinh bằng anh spaghetti. Không được. Không được như thế này. Ơ,
còn 15 phút xíu. Không được nữa. Con tưởng như thế là làm sao? Em suy nghĩ đi. Ví dụ em xem anh có bài khác thế này, em cảm thấy thế nào? Bình thường. Không, không bình thường. Không bình thường. Người yêu anh không bình thường. Bình thường. Không bình thường được. Nhưng mà anh có thấy là anh bị tổn không? Ai không đều cho pizza của anh. Muốn bắt bạn nợ. Tàn gái. Như thế? Tàn gái. Khi tàn gái nhưng mà tốt bụng mà. Không phải, tàn gái. Tốt bụng phải còn đẹp trai, đẹp trai còn nấu ăn không? Ồ, sao lại còn yêu mèo nữa? Bỏ ra đi. Thề luôn. Phải biết võ. Không biết. Hai đứa đang cứu chị. Không biết đâu anh. Mà anh ngu đấy, mẹ không có máu buồn đấy chứ. Cắn gì? Không cắn, đeo khẩu trang, không cắn. Không. 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 Em bảo anh ra cái đi cứu em. Đi, phải đi cảm ơn. Người ta cho rồi phải đi cảm ơn chứ. Cô mắc tao quá hết là gì. Bỏ ra. Anh ngu. Em mệt quá thề. Đi. Những người biết võ thì mắt không nên động cả. Anh làm gì? Anh đang làm gì? Anh. Anh đang làm gì? Nói. Anh đang làm gì? Hỏi em ra, em có đi đâu đâu? Đấy. Đâu? Bỏ em ra. Như có mặt sếp mệt mỏi lắm. Em mà tìm người có ai tìm sếp. Anh nghĩ anh giữ được em tí nữa anh về Cang Nam rồi thì... Em ở đây cả một tuần cơ mà. Ngày mai cũng gặp anh spaghetti ngày kia. Và mỗi anh không bao giờ. Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 đều gặp anh à. Đều gặp anh spaghetti mà. Anh chỉ gặp em cuối tuần à. Anh ạ, em gặp anh giáo đi thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Em gặp anh thứ 7, thứ 9. Nó chia ra ngày ngày nhỉ? Nhất cự ly. Nhìn tốc độ. Anh đi đâu? Lỗi. Đi đâu? Ủa? Mèo đi mà. Người yêu như. Có đĩa mà đúng không? Có đường. Dầm muối thôi. Đường. Xin lỗi anh đi. Xin lỗi gì? Xin lỗi anh đi. Cứ rửa trực tiếp vào trong đây nè. Xin lỗi anh đi. Xin lỗi gì? Xin lỗi anh đi. Xin lỗi gì? Gì nữa? Cái lông râu của lỗi. Em có làm gì sai đâu mà xin lỗi. Đúng. Ôi là trời ơi.